Thưa quý vị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, thần trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, không dừng, không nghỉ, không trùng xuống, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 58.000 tổ chức đảng và hơn 324.000 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và gần 10.500 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và hơn 16.200 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.356 đảng viên kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra luôn nhận được sự quan tâm đồng tình ủng hộ của dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục khẳng định quyết tâm của đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ Tại Tây Ninh, trong năm 2022, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Các nội dung lĩnh vực nổi cộm, nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, dư luận quan tâm, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm từ xa. Trong năm, toàn tỉnh có một tổ chức đảng và 117 đảng viên bị kỷ luật, giảm một tổ chức đảng và giảm 18 đảng viên bị kỷ luật so với năm 2021 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích ngành kiểm tra Đảng đã đạt được. Trong năm 2022, ngành đã chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm để tập trung kiểm tra giám sát. Chỉ rõ những kết quả nổi bật, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của công tác kiểm tra trong năm qua đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp mình và cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới trong tổ chức thực hiện tập trung kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa vi phạm những điều đảng viên không được làm kiểm tra giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng tiêu cực những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, những nơi có nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức Đảng tiến hành kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa, thể chế hóa bằng pháp luật chính sách để chủ trương đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao huân chương Hồ Chí Minh, huân chương cao quý nhất của Đảng và nhà nước ta cho đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thưa quý vị, năm 2022, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, tác động mạnh mẽ tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vừa triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống và kiểm soát thích ứng an toàn với dịch COVID-19, vừa thực hiện các biện pháp phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Năm 2022, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã không ngừng đổi mới tư duy, nêu cao trách nhiệm đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng đảng đề ra trong nghị quyết năm 2022, chương trình kế hoạch công tác năm. Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng trên tất cả các lĩnh vực, ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến cuối năm 2022, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiềm chế, kiểm soát hiệu quả, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế xã hội có bước đột phá trong 6 tháng cuối, đóng góp lớn cho tăng trưởng cả năm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, 17 trên 17 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với nghị quyết năm 2022 của tỉnh ủy. À thưa các đồng chí, nhìn lại năm 2022 chúng ta thấy rằng bối cảnh tình hình của tỉnh ta đó cũng như cả nước thì chịu tác động tiêu cực và rất là nặng nề của đại dịch Covid-19 à, trên tất cả các mặt à, phát triển à, kinh tế xã hội quốc phòng an ninh vân v à, nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng được hưởng lợi à, khá là thuận từ cái việc là các thị trường phục hồi rất nhanh tạo điều kiện cơ hội cho doanh nghiệp và người dân khôi phục lại sản xuất kinh doanh nhất là các hoạt động về xuất nhập khẩu và các lĩnh vực về dịch vụ du lịch trong bối cảnh đó thì với sự đoàn kết thống nhất với tầm cao trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là với sự nỗ lực cố gắng chủ động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của năm. Lần đầu tiên sau nhiều năm thì tỉnh đã hoàn thành 17 trên 17 chỉ tiêu về kinh tế xã hội và 2 trên 2 cái nhóm chỉ tiêu cơ bản trong công tác xây dựng đảng và trong đó thì có nhiều chỉ tiêu đạt sớm và đạt ở tất cả các địa phương đơn vị và vượt cả nghị quyết đề ra và có lĩnh vực thì tăng trưởng đột phá. Thu ngân sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đạt trên 12.100 tỷ đồng, đạt 131,2% dự toán trung ương giao và 121,6% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến cuối năm 2022 đạt 16.569 tỷ đồng và 687 triệu đô la Mỹ. Đến cuối năm 2022 có 784 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra. Cuối năm 2022, toàn tỉnh có 61 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 100% số xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân được tăng cường và đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới và trong nội địa tỉnh xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả. Công tác kết nạp đảng viên thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng nguồn kết nạp được nâng lên. Trong năm, đã kết nạp 1.092 đảng viên, vượt 104 đảng viên so với chỉ tiêu nghị quyết năm. Số tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật đều giảm so với năm trước. Phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị để thực hiện hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, các cơ quan đơn vị tổ chức Đảng địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao, khoa học, sát cơ sở thực tiễn, rõ trách nhiệm, gương mẫu trong hành động và tích cực vận động huy động sự ủng hộ thống nhất hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm ở từng cơ quan đơn vị tăng cường công tác kiểm tra thanh tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ quan địa phương đơn vị việc thực thi chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc thực hiện các nghị quyết của đảng và chủ động ngăn ngừa vi phạm sai phạm kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua yêu nước, bám sát thực tiễn, coi trọng chất lượng và hiệu quả, hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để có nhiều hơn nữa các sáng kiến, cách làm mới, hiệu quả, gắn với biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn đảng bộ về hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Với cái tinh thần phấn khởi trước những thành quả đạt được của năm 2022, và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 và không khí phấn khởi chuẩn bị đón chào năm mới. Chúng tôi hy vọng rằng Đảng bộ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2023, xây dựng Đảng bộ ta trong sạch vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đảng viên và nhân dân về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp ủy chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng biên giới, thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, ổn định thị trường, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, để nhân dân vui xuân đón Tết chuyên mục đảng trong cuộc sống của đài phát thanh truyền hình tây ninh kỳ này đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại